Cầu tìm hiểu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó chính là chiếc áo cardigan len mỏng phong cách Hàn Quốc nha các bạn. Đây là một mẫu sản phẩm được rất là nhiều bạn nữ yêu thích bởi vì sự tinh tế nhẹ nhàng của chiếc áo này mang lại khiến cho các bạn vô cùng thoải mái, vừa thể hiện được cái nét đẹp quyến rũ của các bạn, vừa thể hiện được cái sự nhẹ nhàng. Nó rất là nhiều màu nên các bạn có thể an tâm lựa chọn những cái mẫu màu mình yêu thích nha. Xem qua một số hình ảnh của shop nè. Đó, rất là đẹp ha. Khoác như thế này là dạng khoác hờ thôi các bạn. Nó có thể giữ ấm cơ bản và nó cũng thể hiện được cái sự lịch sự kín đáo của các bạn nữ nữa. Nếu như các bạn diện một cái form đầm 2 dây hay là một cái form đầm hơi hở một xíu mà các bạn muốn đi gặp một cái nơi mà cảm thấy lịch sự hơn, các bạn có thể khoác hờ một cái dạng áo len như thế này thì nó vô cùng đẹp và vô cùng hợp lý luôn các bạn nha. Đó, đây là mẫu áo nè, thực tế nè, các bạn có thể nhìn cái chất của nó nha. Giới thiệu với các bạn, đây là một shop yêu thích trên Shopee. Bán dòng sản phẩm này được đánh giá là 4.9 sao với 38,9 ngàn sản phẩm đã bán rồi và giá là 78.000 một chiếc áo như thế này các bạn nha. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Xem qua một số đánh giá của khách hàng nè. Đây là một đánh giá 5 sao nè các bạn. Hiếm lắm tôi mới kiếm được một cái cardigan màu tím. Bạn nữ nào hay bé nào mà mê tông tím hay do chủ yếu là kiếm để phối với các món đồ khác là tím thì đây là quá ok luôn nha. Ban đầu giá rẻ vậy tôi cũng hơi lo cơ mà hơi bị ổn nha. Mình 60kg, chụp hình gửi về luôn nè các bạn ơi, rất là thực tế nha. Giao hàng cực nhanh, áo dài đến ngang mông, ok lắm nha. Đơn hàng tới nhanh hơn dự kiến, cô chủ dễ thương, nhiệt tình, mình không ở nhà nên chưa xem hàng được. Đó, vải ok, hợp với giá tiền, giao cũng khá nhanh nữa, mình nghĩ mọi người nên mua áo này nha. Nói chung đối với dòng sản phẩm này thì mình đã sàng lọc trên khá là nhiều shop trên các sàn thương mại điện tử rồi. Thì đây là một mẫu áo được đánh giá là chất lượng khá tốt và cái giá cả khá là hợp lý. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng thì hãy an tâm các bạn nhé. Video chia sẻ sản phẩm ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.